Bây giờ mà ba có bức ép con mà lấy vợ á, là con ở dị ngoại luôn đó. Yêu là phải có duyên, duyên á là trời cho á là trò chơi. Đó, nên là tình yêu hôn nhân á là phải bắt nguồn từ trò chơi. Cái gì? Mày nói tình yêu hôn nhân là trò chơi hả? Dạ. Chú Sơn. Gì đó con? Có ba người lên chung cư A2, đáng nghĩ lắm chú. Đi đi, đừng quay đầu lại. Con làm gì ở đây đó? Dạ, con kiếp xe. Xe con để dưới hầm mà. Em suy nghĩ rồi. Chị em mình vẫn coi là chị em, nhưng mà không có sự tham gia của anh Triệu vẫn tốt hơn mà. Chú có thể mời tụi tôi vô nhà chơi được không? Ừ, mời tụi tôi vô chơi. Dạ, đi. Được, nhưng mà bà xã tôi không có nhà. Trời ơi, tụi tôi vô nhà không được hay sao? Thôi vô đi.